48 ngày không ca COVID-19 cộng đồng khi Công Anh tiến triển ngoạn mục. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Sau buổi hội trần cùng tiểu ban điều trị phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và áp dụng các phương án điều trị đề ra, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân 91 đã có nhiều cải thiện. Hiện tại về mặt tri giác, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, có thể tiếp xúc, thực hiện được đầy đủ các ý lệnh của nhân viên y tế. Bệnh nhân cũng có thể mỉm cười, lắc đầu hoặc bắt tay với bác sĩ. Thông tin chuyên môn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sức cơ tay và chân của bệnh nhân đã cải thiện tốt hơn. Cụ thể sức cơ của chi trên từ 1/5 lên 3/5, sức cơ của chân cũng đã cải thiện từ 1/5 lên 2/5. Phản xạ ho sặc cũng tốt hơn, chức năng hô hấp của bệnh nhân cải thiện dần, oxy máu đã ổn định. Các thông số về nhiễm trùng như bạch cầu, CRP, procalcitonin đã dần dần trở về mức gần bình thường. Hiện, bệnh nhân không còn phải lọc máu, chức năng thận ổn định, các chỉ số gần như ở mức bình thường, về chức năng gan cũng cải thiện rất tốt và gần như trở lại bình thường. Các kết quả cấy gần nhất về vi trùng Bolkhoderia cephalaxia dù vẫn còn có vi trùng trong đờm nhưng số lượng vi trùng cũng giảm. Trong 2 ngày qua, các thông số của ECMO được giảm dần và đến chiều ngày 1 tháng 6 đã cài các thông số ECMO. Dù oxy máu cải thiện khá tốt, đạt tiêu chuẩn của việc cài ECMO nhưng nồng độ khí CO2 trong máu bệnh nhân vẫn còn cao. Để đánh giá người bệnh có cài được ECMO hay không, các bác sĩ sẽ tiến hành từng bước nếu thời gian tới diễn tiến của bệnh nhân gặp nhiều thuận lợi. Nếu hình ảnh trên phim X quang phổi của bệnh nhân ngày 25 tháng 5 đã sờ hết cả hai bên, tất cả đông đặc biệt là tình trạng yếu liệt của cơ hoành khiến bệnh nhân lệ thuộc hoàn toàn vào ECMO, thì kết quả X quang phổi của ngày 2 tháng 6 cho thấy hình ảnh của sơ phổi cũng như tổn thương đông đặc phổi ở bên trái đã khá hơn rất nhiều, hơn 1/2 của phổi bên trái đã cải thiện hoàn toàn. Tình trạng yếu liệt cơ hoành so với trước đó cũng đã cải thiện hơn, phổi phải cũng bắt đầu có cải thiện về mặt chức năng hô hấp. Các bác sĩ nhận định đây là thời điểm thích hợp để có thể từng bước giảm dần các thông số của ECMO và tiến đến cài ECMO cho bệnh nhân. Trong những ngày tới, các bác sĩ sẽ đánh giá để có thể cài ECMO sớm nhất cho người bệnh nhưng hạn chế những nguy cơ cũng như các biến chứng do phải duy trì việc sử dụng ECMO kéo dài. Bệnh nhân cũng sẽ tiếp tục được sử dụng kháng sinh, điều trị nhiễm trùng của vi khuẩn Bulgaria cephalaxia và phòng ngừa những nguy cơ có thể nhiễm khuẩn mới. Song song đó, bệnh nhân đã tiếp tục được tập vật lý trị liệu tích cực để sớm hồi phục cải thiện về sức cơ cũng như chức năng hô hấp, dinh dưỡng sẽ được đảm bảo để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cơ thể trong giai đoạn hồi phục. Các bác sĩ sẽ hướng tới sự cân bằng, nước điện giải để tránh nguy cơ tổn thương thận có thể tái phát trở lại. Theo bác sĩ chuyên khoa Trần Thanh Linh, Phó khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, đối với những trường hợp tổn thương phổi đặc thù nhiễm virus SARS-CoV-2, tổn thương sơ hóa phổi trong giai đoạn này thường nặng. Do đó, dù có thể cài được ECMO nhưng bệnh nhân sẽ phải phụ thuộc rất lâu vào máy thở. Sau đó, việc cai máy thở cũng là vấn đề khó khăn, cần thời gian 1 tháng hoặc dài hơn. Về diễn biến dịch COVID-19, tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 đến 6 giờ ngày 3 tháng 6, 48 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 328 ca mắc COVID-19, có tổng cộng 188 ca nhiễm, nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly 8.169. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 103, cách ly tập trung tại cơ sở khác 7.104, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 962. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, cả nước đã có 298 trên 328 bệnh nhân khỏi bệnh. Trong số 30 bệnh nhân đang điều trị, đã có 10 ca âm tính từ 1 đến 2 lần với SARS-CoV-2. Như vậy, hiện cả nước chỉ còn 20 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hãy nhanh tay đăng ký và bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé!